vừa thấy cái IP đúng không, bấm vô get thử nè, thì có cái IP cái con này nó có nghĩa đúng không, này IP gì không biết nữa nè. IP của này tên là cái là IP có trên của Gabugate là bảo két, còn IP của nó là áo giáp két, nghĩa là khi một con nào đánh nó không thì có nghĩa không áo giáp két hay là cái dãy gì đó mới nữa, thì đánh đánh thì nó bôi kia sẽ chuyển sát thương, nghĩa là một ít sát thương nhỏ thôi. Còn này, cái này thì cũng có, nói chung là cái nào cũng được, nhưng mà mình nếu chơi thì nên lấy cái dãy này, dãy cát này sẽ hợp hơn. Cậy này khó lắm mới có được mọi người, mọi người ấy không, mỗi lần cậy là dùng 20 đá đã có cơ hội là 1% sẽ ra một cái bi cực lắm á mới ra được cái bi á, nó dễ đâu. Cái mọi người phải cậy, họ không phải cậy một lần cái liền đâu nha, cái nhiều lần mới ra được liền á. Còn bi của con rồng này không biết là gì nữa, thì hay nói là như là cái bà đi không, mình chỉ nói cần mấy con ai cái IP cần thiết rồi. Anh vậy IP của Gadon mình là cái IP của thì là trời nắng hay gì á, nhưng mà IP trời nắng thì chắc mình có thể dùng kỹ sư mặt trời trong cái này được, kỹ sư mặt trời là phải trong vòng 2 lượt lần, mà nếu mà trong trời nắng thì chắc phải dùng được 1 lượt. Nghĩa là trong nguyên IP có con này cái bùi của mình với con khi lửa với con Gabugate là ngon. Cái con này có cái IP á là khi một Pokemon nào ngu ngủ nó hoặc là hôi mê cho nó ngủ đúng không, là nó sẽ không bao giờ ngủ, nó sẽ hất. Nhưng mà có được con này cái chiếc IP này đúng không, mọi người sẽ là làm mà nó nói là kinh động luôn, là nó hút đi giật mình á. Ngoài IP trên thì cái, giống như Sensi có một Elekabu đó, khi mà dùng một chiếc điện tấn công nó thì Elekabu nó sẽ mạnh hơn, chứ như là vậy. Còn là cái gì nè, khi lửa thì mình lấy cái IP của đường tấn công thì lửa mình mạnh hơn, còn ở dưới là đường tấn công thì chắc nó mạnh hơn. Nói chung là nguyên nhân này mọi người chơi thì ra là mình chơi rất là nhiều con khó săn, nhưng mà khi lửa là không thể săn, không bao giờ có được nè. Gabet cũng khó luôn nè, Garon cũng khó luôn, ba con dễ săn như nè, nhưng mà Elebu không phải là dễ săn, khó săn lắm. Nói chuyện gì có Glacier với cây điều là dễ dễ thôi, còn nguyên vàng là khó hết chân luôn. Cái mình chơi theo xếp mà thôi à, nó thực sự là khó săn lắm. Thì muốn đổi thì bấm vô cái nè cái gì ba ghi bot này nè, bấm vô đó. Cái này có giới hạn 100 con nè. Đổi thì bấm bấm vô chữ gì nắp sách gì nè, nó bấm chữ like nè. Rồi đọc tiếng Anh không giỏi, đọc như đúng rồi vậy đó. Còn này phần y kem mọi người ơi, nó phần phần g mọi người thấy chữ floor không, bấm vô floor đó là bộ theo mình nữa không, đẹp đẹp gái liền. Bấm vô này cứ 20 ra nè, mình nói đánh mình đi ra đi kiếm mình ra lấy nữa là vậy đó. Này, mọi người có thấy khe cáo không, bấm người cáo này nè, như như hiện tại đây mà mình này muốn 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 gắn cái IP cho này đúng không, thì cũng dễ lắm thiệt, không bị khó nha. Bấm vô cái này nè, nghe là tháo ra rồi con robot yếu liền thấy không, mà gắn vô thì bấm vô đây, gắn vô là mạnh lên liền, đơn giản. Còn cái chôn này chủ yếu là để nâng độ thôi, nâng nâng IP nâng nâng IP giờ nâng cấp cho IP đấy, nâng cấp cho y kem AB lộn hoài. Còn cái sau này là cái đồ này nè, là để nâng cho cái đồ khi mọi người muốn nâng sang một cái y kem dụng cụ vô đó phải không, là mọi người phải có là mọi người phải có sao, mọi người phải có sao, mọi người phải có cái kem đó là mọi người mới nâng được, nhưng mà mình có sao đúng không, với game là nâng được rồi nè. Sao được phải đánh thôi, đánh cho một cái copy à. Còn cái này nè, chưa mấy cái này là để căng trước lên nhiều nhiều thôi, hai hũ này nè, có làm mẹ gì đâu. Muốn đổi môn gì bấm bấm chung môn gì bấm chưa chết, bấm gì cu đi gì nè là xong gì đâu. Còn cái chữ khác bấm vô chữ két này nè, đại chiêu để học con này bị khi đau nữa chứ, khi đau yếu xìu. Này là skill, này qua ly kỳ nè,
Như mình nói mọi người qua quality mình á là để căng lực chiến mọi người. Mọi người thấy không? Như là mọi người thấy không? Mọi người thấy cái màu gì Sugiva Chamber không? Cái này nó có mấy loại là như là loại hường á, loại là màu trắng, tiếp theo là cái là màu tím, cái màu xanh, xong cái màu đỏ. Cái đá mình nói nè, đá này là đá để mà, nhưng mà trong cái đá này, cái viên đá kho này là kiếm khó nhất sự luôn á, kiếm mình đi ăn khó lắm. Đánh trong, nếu mà đúng thì đánh trong copy thì mới có, nhưng mà nói là thường là hãy đợi đợi cho nó nhăn đôi lên á mày đánh mới có thôi. Cứ bảy nhật á đánh này mới được nhiều mới sướng, lăn nắng này đợi lâu nó mới được năng lặng, tại vì cái này khó kiếm quá. Nếu mình kiếm cũng được đó, mỗi lần quét bao nhiêu 15 năng lượng mà được có một đá là quét làm gì, nhưng đợi đợi hư qua thứ bảy nhiệt đi, đừng nhân đôi đi quét mới đã chứ. Con này là cẩy nha mọi người, cẩy chỉ số nha, mà một lần cẩy đã thấy mệt rồi, mệt mỏi vô cùng. Này là cẩy chỉ số cho ông Pokemon của mình. Rồi mình cãi thử nha, ví dụ đi, ví dụ là con cái cắn cọc của ngay bưng mình 14 không, mình cãi nè, bấm bấm vô chữ cãi nè, 12 để còn 12 này, 17 rồi, 17 được rồi, cái nữa 25 vô. Trời ơi trời, đúng rồi đó, con này sẽ cùng hữu cãi nữa, kỳ nhiều mày làm gì, kỳ nhiều để làm gì, lên em 20 hốt phải vậy chứ. Có con quỷ khí lửa này nè, cái cấp độ không bao giờ lên nổi nè, để cậy anh định cậy thử cấp độ lên, cấp độ ơi lên 26 vô. Ừ học đi, phòng phụ phép con này nó yếu quá, mình không có năng phụ phép nên không có được nè. 11 đúng không, 19 đây cần 19 nha, 24 hợp lý. Sao hôm nay bình thường khó cãi, sao hôm nay cãi nhanh chứ, ra cãi lên liền luôn kìa. Này phòng hộ phép con này là cầm đem cãi con hộ phép con này luôn, đem khóa lại rồi 19 vô lên em 23 hợp lời ngon rồi. Sau này cãi dễ lên chứ, cả bình thường cãi khó lên lắm mà. Đền cải chiếc con công cho con cà đôn mình ha, chứ nó yếu quá. Lên em 12 15 sao không lên nội, 26. Ừ hợp lý rồi đó, 26 phải vậy chứ sao. Khoan rồi, đi 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 cậy máu cho con cà đôn đi, máu cà đôn thấp quá, máu của nó là 20 đúng không, mình cậy nè, lên máu nè 22 lì bà đó, 28 hợp lý luôn. Trời ơi, phải ngon gì không, trời cái đam mê cậy này là đúng ngon luôn. Thôi rồi cảm hờ mấy này hên quá, cậy lên nhiều máu ghê. Ôi ôi cái đó mình lên được 1.000 máu luôn kìa, ngon 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 ngon. Ê. Mình có nên cậy mấy con này không ta, ngồi khỏi đi nào rồi, rồi. Như mình nói bằng đầu người của mình con này sắp đơn này mà khó khăn vô cùng luôn, thì với mấy con bình thường này á trời ơi trời, cũng hơn 1.000 mới lên nổi. Ừ cái này được nâng cấp rồi nè, ủa phải nâng cấp không, không được nâng nè, như nó trái cây nằm đây nè, con này bình đi nâng đây nè, nó rồi này nâng lên nó thấy phá rồi đó. Cái vị trường này mọi người chiếu là vô đây đi nhận đồ ha, hay mọi người cứ lạp phí đại làm càng làm cái quân què cũng được, chừng nào nó hiện vô rồi vô bấm vô nhận hậu có gì đâu.
cây bà đó. Này bô cái dép mà nói rồi, cây bà đi. Này là gum nè. Thì là đấm vô quét thôi nha. Quét thì chú ý là vô làm nhiệm vụ thôi, nhận. Đó nay mình làm sống trơn rồi. Làm cái móc á mọi người. 100, 200, rồi 350, rồi xong nhận đủ nhận vậy thôi. Còn bay nè. Bay có nghĩa là không, mọi người thấy một con năm con không? Làm cái con đó là nếu ai muốn đổi con cái con nằm đây đúng không? Là mọi người sẽ lấy ba cái con nè. Nhưng mà ba này là ba con mọi người muốn đổi nè, là người đang muốn có. Còn con này là mọi người là người ca đổi, là người ca muốn lấy được cái con như hết sao đây. Người ca phải ít nhất của họ phải có được con Gabugat và ca bóng vô Gabugat rồi người ca đổi Gabugat cho mình là người sẽ lấy con đó. Này đổi mảnh trong game này, này thành viên hả, này là để người cái điểm này mọi người, người chú là mua thôi. Này lúc đầu thì mua đá IP, nghĩ gì sao chắc không cần IP nữa, vì năm mình đăng IP hết rồi, chắc lấy mấy cái này quá. Thôi giờ có chuyên mục năng chuyên, giờ chỉ có chuyên mục làm này thôi, chuyên mục thay đổi cái này, mình có đam mê thay đổi cái này đúng không, đang hứng thú với cái này. Rồi chờ thay đổi gì, trời thay đổi cốc phòng thủ cho con này ha, cho lên hai mấy hết. Để thay đổi chỉ số con phòng thủ con này, thay chỉ số phòng thủ nó là 20 đúng không, 20 2 22 3 tuổi 23 rồi vô kèn. Bên đây mình phí kèn quá à, hồi mình để kèn đi kiếm quá mà bên đây mình chơi cẩy hết sức luôn. Này sắc không phép nè, quá này là 10 20 25 vô, mở này ra. Cái này là gì ra, phòng phủ phép hả, 20 đúng không, 18 10 24 vô rồi, rồi xong nguyên nhà hai mấy đẹp hết. Bây giờ mình muốn cẩy là ba mấy chắc cũng hơi cũng nhiều vàng á, nên chỉ chắc cẩy được 20 hai mấy cho đẹp rồi. Gặp ghét nó 22 trắng trắng rồi, để ghét cẩy cho lên hai mấy luôn coi, 22 lên má máu không lên được, giảm xuống cái chi mua nội luôn. 24 ừ phá vậy chứ chị trụ vô máu nhiều hơn cái nỗi nãy nữa nè, vậy mới ngon. Dưới 20 là thôi mới ngon rồi, nay cẩy lên dèo dèo sướng chứ con phòng con công con này yếu quá à. Chết mình hết vàng rồi. Rồi bà đi, bên đây đang hứng rồi, cho con khí lửa đi. Thôi mình sợ mình cẩy nữa hồi cho nó không lên chứ mình chất cắm đầu quá. Rồi cẩy như đây được chắc đủ ha. Thì bấm vô copy ha, như mình nói copy đây nè, có bấm vô đây nè đó. Này mình chắc mình nói mọi người rồi, thì mọi người đánh mọi người thì mà đánh đủ sao mà cũng nhất á, mỗi cái mọi người đánh á kiểu là đánh cho lên 3 sao hết đi. Rồi trong để nhận cái này nè, có được vé nè, quả cầu, cái đồ nó canh đi nè, vàng cũng này cũng vậy luôn. Cái cuối thì ngon hơn, cái cuối có Ultra Bass, cái mà một quả cầu màu đỏ đúng ngon luôn. Cái bất đờ anh chỉ nè, khi mọi người nè nói luôn, khi mọi người đánh được xong một liên game đờ đúng không, là mọi người sẽ vô đấu với cái hàng quỷ sứ ông binh hục dịch lộn này, là mọi người lấy mà nè, ví dụ ha, nằng mà đánh xong hồi quán thì đá đúng không, mọi người thấy chữ challenge đúng không, bốn loại, loại thường, cái đàn dương, loại tiếp theo, loại cái này, mọi người muốn coi bấm cái loại đó. Cại mình đấu xong rồi mình đâu có challenge được đâu, hết lượt rồi. Tại xích nó sẽ xuất hiện ngay cái chỗ ngay hàng nhà hội quán hội đó đó. Cái này nên đánh nha. Theo là nếu người đánh thắng đúng không, một người sẽ được có mấy cái này. Chủ yếu là cái đó là để nâng cái này nè. Người thấy cái chữ ba đe có điều hiểu được không? Cái đây. Người nâng mấy cái này nè. Mỗi cái đều nâng căng một chữ số. Mấy cái đá đây nó căng hippie. Còn này nó căng phòng thủ cấp độ. Nhưng mà này nên đánh nha, nên làm cái này, không bỏ được. Chứ nó nên dùng thì
gài mình đánh cũng được lắm mà có mình bị dướng cái này nè, không đánh được hippie nè, khó quá. Còn cái này là ibu, này là ban ngày đấy mọi người, đánh chiếu để nhận ép nè, ép đâu chắc cũng lên được 1.000 mấy ép thường á, ép chắc cũng ép được nhiều ép lắm, với cây núm, cây đá ib, cây candy, nhưng mình thích nhất là cái ibu kobe nè, ibu băng đêm á, ibu băng đêm ngon lắm. Thế mọi người đánh xong đúng không, mọi người challenge á, mọi người nhận được vàng nè, vàng này có những lúc có càng khó kiệm lắm, với cái đồ cái chai này nè, cái đồ hồi máu này phái này lắm. Ok, để mình đánh chặn Mega như nói không nè, đây là cái chặn Mega này không, thì mình sẽ quýnh trong này quýnh mấy chặn cả, nhưng mà mình quýnh heo vậy đó, quýnh nè này. Nếu mọi người được cấp cái, mọi người được 40 mảnh Mega, cấp 4 thì được 60 mảnh, cấp 2 được 90 mảnh, cấp 1 được 120 mảnh, đứng đầu vô có được 160 mảnh, ngon không? Để mình vô đánh thử chặn mọi người coi ha. Bây giờ nó sửa game rồi, dễ quýnh lắm. Chứ phải như xưa khó quýnh như chó vậy á. Giờ cấp đều nè, cấp nó hơi hấp mình rồi, dễ quýnh lắm. Vậy cho bên hơi bay ra gì ông nội. Nhưng mà cái này khó quýnh mọi người. Cái cấp độ cuối cùng nó khó quýnh lắm, mạnh kinh khủng. Lúc mà chưa làm lợi thì nó trời thì mọi người sẽ đánh thua đúng không, mọi người ta sẽ được đánh lợi, nhưng trong như có 5 lần này mạnh vậy. Nhưng mà đánh này khó nhận mọi người, mọi người phải đánh kích cười cờ mới đủ được á, chắc chẳng đánh kính nêu kính heo kiểu mà chặn đánh được 100 đi, hay là 130, 120 đi, chắc cũng háng á, chắc cũng cỡ háng á, háng là mọi người đủ rồi đó, đủ lấy một bộ kiếm mòn đó, thấy không? Mình dùng căn quyền xong là mình đi giảm phòng thủ, giảm phụ phép, bây giờ không có đam mê quýnh cái chỗ này cái nào, giảm giúp lửa mình yếu hơn. Của chiêu này đánh hấp thu rồi căng cấp ừ được căng thêm một càng tấn công nữa. Bây giờ khi lửa mình đánh lên được cộng được 6 càng tấn công thôi là 4 con là không có cửa luôn, là mình chỉ cần một dùng chưa căng quyền thôi là mấy con này chết hết, giống như Galot đó, chỉ cần nó múa được đâu 6 càng vô điều gọng thôi là nó dán game nó win luôn rồi đó. À nha, một càng chết luôn nè, nói giờ mạnh kinh khủng. Ý là mình hấp hệ nó nghe, cũng thử nha. Nó mạnh chưa? Chết luôn. Ừ thôi, chị không chết. Chết căng cám heo rồi. Không nữa. Rồi luôn. Mày nhưng mà mình cũng đã sắp đủ để nâng một em mình lên Mega rồi, chắc mình nâng Clarity lên trước. Rồi lướt sóng rồi nè, thắng được một trận rồi nè, cho 60p nè. Chứ là mình không quýnh đâu mà để chuyên nhật mà quýnh mọi người ơi, làm biến quýnh luôn. Nhận đồ coi, chơi chơi nãy hơn 2 tiếng đồng hồ nhận được rồi nè, được